Tỷ phú thế giới làm gì vào cuối tuần? Benjamin Spau, đồng tác giả cuốn Thói quen buổi sáng của tôi, một trong những cuốn sách kinh doanh tốt nhất trên Amazon năm 2018, đã phỏng vấn và nghiên cứu hơn 300 người cực kỳ thành đạt trong 5 năm qua. Dưới đây là những thói quen mà những người giàu nhất thế giới làm vào cuối tuần để các ngày trong tuần của họ thoải mái và cho hiệu suất cao hơn. 1. Dành thời gian cho những việc đem lại nhiều năng lượng. Trong tuần, các tỷ phú lên kế hoạch để đảm bảo không lãng phí thời gian, nhưng đến cuối tuần họ sẽ dành hàng giờ để thư giãn. Một số ăn sáng chậm hơn ngày thường, nằm trên ghế dài đọc sách, tập thiền hoặc là gym. Tối thứ Bảy, Richard Branson tham gia rất nhiều bữa tiệc, còn đến Chủ nhật, ông sẽ ra biển hoặc đua thuyền. Bill Gates thì thích chơi bài hoặc xem con gái cưỡi ngựa, ông cũng thích rửa bát mỗi tối. 2. Ngủ bù. Cơ thể và trí não của bạn sẽ không hoạt động tốt nhất nếu không được nghỉ ngơi đúng cách. Trong hàng trăm người được phỏng vấn, thời gian ngủ trung bình của họ mỗi tối là 7,5 giờ. Tim Cook, Bill Gates, Jack Dorsey và Jeff Bezos đều ngủ ít nhất 7 tiếng. Nhưng nếu công việc của bạn quá bận rộn, thường xuyên phải ở lại văn phòng muộn, bạn khó ngủ đủ số giờ như vậy. Trong trường hợp thiếu ngủ các ngày trong tuần, bạn có thể nghỉ ngơi bù vào cuối tuần. Dù vậy, bạn cũng đừng lấy đây làm cớ để chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày trong tuần và ngủ tới 12 tiếng vào cuối tuần. 3. Dành thời gian bên những người thân yêu. Rất nhiều người cảm thấy có lỗi khi dành quá ít thời gian cho gia đình và bạn bè từ thứ Hai đến thứ Sáu. Vì thế cuối tuần là lúc họ bù đắp lại bằng cách đi tập thể dục với vợ hoặc chồng hoặc đưa con cái ra công viên. Vào ngày cuối tuần, chúng tôi có bảo mẫu tới làm việc buổi sáng. Vì thế vợ chồng tôi ra ngoài tập thể dục và toàn bộ cuối tuần chúng tôi dành thời gian cho nhau thôi, tỷ phú Mark Cuban cho biết. Chúng tôi cùng nhau đi ngủ, cùng ăn tối, cố gắng bình thường nhất có thể. 4. Lập kế hoạch cho tuần mới. Những người thành công luôn lên chiến lược cho tuần tới để vào đà nhanh nhất có thể hôm thứ Hai. Bạn có thể dành 10 phút tối Chủ nhật để nhìn qua lịch tuần sau và ghi chú lại mình sẽ làm gì. Một số thì dành hẳn nửa ngày để lên kế hoạch. Khi sáng thứ Hai tới, bạn đã sẵn sàng 110%. Thứ Bảy, tôi nghỉ ngơi hoàn toàn. Đến Chủ nhật, tôi sẽ xem lại, đánh giá, lên chiến lược và sẵn sàng cho cả tuần kế tiếp, tỷ phú Jack Dorsey cho biết. 5. Làm việc nhà. Việc nhà rất quan trọng và nếu bạn không làm đến nơi đến chốn, chúng sẽ chất đống lại và khiến bạn thêm đau đầu. Các tỷ phú cũng tranh thủ làm việc nhà cuối tuần như mua đồ ăn, giặt quần áo, thanh toán các hóa đơn. Dĩ nhiên họ không để những việc này choán hết thời gian nghỉ ngơi. Hãy nhớ để việc nhà không dồn đống vào cuối tuần, bạn nên tranh thủ mỗi ngày làm một chút. Chỉ cần 15 phút trước khi ngủ, bạn cũng có thể làm được vài việc. Đến cuối tuần, hãy dành ít nhất 1 đến 2 giờ để làm những việc tốn thời gian và cần chú ý nhiều hơn. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau khi hoàn thành chúng. 6. Dành thời gian ở một mình và đánh giá lại bản thân. Đây là hoạt động rất tốt cho cơ thể và tâm trí của bạn. Điều này cũng sẽ giúp bạn đạt mục tiêu tốt hơn. Người thành công thường dùng cuối tuần để đánh giá xem điều gì quan trọng với họ, điều gì đang khiến họ bận tâm và cách cải thiện sự nghiệp. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, những người dành ít nhất 15 phút cuối ngày để xem lại những gì họ vừa học sẽ đạt kết quả cao hơn 23% so với những người không làm điều này. Nhiều nghiên cứu khác thì chỉ ra, việc tự đánh giá sẽ giúp con người hạnh phúc hơn, làm việc năng suất hơn và bớt áp lực hơn.